được có cái mình làm máy thì nó nhanh hơn. Ví dụ mình trộn bằng tay á thì mình trộn 1 tiếng đồng hồ chỉ được khoảng 30 kg thôi, còn mình trộn bằng máy khoảng 30 kg đó là mình tầm khoảng có 10 phút là xong rồi. Anh gửi mì đi Phan Thiết nè, Vũng Tàu nè, rồi Đà Nẵng nè, Hà Nội cũng có. Trước anh thì cũng có nhiều người lắm chứ không phải riêng anh đâu, người ta cũng cho cái mì của mình đi xuất khẩu qua bên những cái nước chẳng hạn như Mỹ rồi đó, những cái nước tân tiến á. Nhưng mà mong muốn thì cũng muốn, cũng muốn đi xuất khẩu của thế giới rồi này kia đó, mà nhưng mà anh thì anh làm anh không có điều kiện làm. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Made in Việt Nam, đường ra thế giới. Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Made in Việt Nam, đường ra thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay thì Coleman đang có mặt tại một cái lò mì sợi mang cái tên rất là hoa luôn, Trấn Phong Mì Gia. Và địa chỉ ở đây là số 156 đường Tôn Đản, quận 4. Mời quý vị các bạn cùng theo chân Coleman để chúng ta vào tham quan cái lò mì sợi này có gì đặc biệt. Ở đây quá trời thùng bột luôn. Em tên gì vậy? Em tên Duy. Dạ đây, đây là truyền nhân của Trấn Phong Mì Gia đời thứ hai, đúng không? Dạ. Là đời đầu là ba em bán. Bán được gần 20 năm không ta? Bán cũng trên 20 năm á. Ủa hơn 20 năm dạ. Hả? Ồ. Ủa anh thấy còn vẫn còn bán thực đơn mới đây mà. Cái này là hôm bữa là em bán mà tại vì không có người làm á. Rồi cái em về em không có bán nữa, giờ em chỉ làm mì thôi. Trước ba mẹ em bán em đâu có chịu bán đâu. Em đi làm này làm kia, chạy taxi cũng có nữa. Trời đất. Dạ. Giờ cái em chạy được mấy năm thì thôi chán quá nghỉ. Ừ. Rồi đầu mới về làm với ba mẹ. Thì làm luôn tới giờ. Được mấy năm ha? Chừng chục năm nay à. Ít ghê ha. Về dạ. Làm mới có chừng chục năm rồi. Ngày trước đó là ba mẹ em bán lâu lắm rồi. Ba mẹ em mới nghỉ có 2 năm nay chứ nhiều. Trời. Qua dịch thì cái bệnh này đâu có làm nổi đâu. Ừ. Rồi cái không có người làm nữa. Không có thợ á. Anh thì anh làm cái lò mì thôi chứ còn bán nữa anh không có thời gian. Từ 6 giờ rưỡi sáng cho tới 6 rưỡi chiều mới xong. Rồi mình không có thời gian để mình bán cái tiệm hủ tiếu mì nữa. Cho nên bây giờ mình chỉ làm một cái phần mì để mình giao cho khách thôi. Trời ơi, khách ta lại gọi điện thoại hoài luôn. Ngày nào ta cũng gọi luôn. Có người ta gọi không được, người ta gọi hoài, ta hỏi chừng nào bán lại. Rồi cái bán lại thì thông báo cho người ta biết người ta qua ăn vậy đó. Hỏi nhiều lắm mà tại vì giờ không có người làm. Những giải bột như tấm lụa vàng ống ánh được cán qua, cán lại nhiều lần đến khi thật mịn màng, thật dẻo dai mới được đưa đến công đoạn tiếp theo. Từ thời xa xưa, tất cả đều được làm bằng đôi bàn tay người thợ. Nhưng giờ đây, nhu cầu người tiêu dùng ngày càng tăng mà sức người thì lại chẳng thể nào theo kịp. Những đứa con với sứ mệnh lưu giữ tinh hoa phải càng thêm đôi phần sáng tạo. Bột có phải ủ không? Em trộn bột tầm khoảng 15 phút à. Hồi trước làm lâu lắm. Ừ. Làm mà quấn ra giấc, em nói một ngày làm đâu có được mấy giấc mì đâu. Quấn lại với lại cái người mà người ta làm, người ta quen á. Người ta quấn một giấc là 40g, còn cái mà thợ mới vô làm không có quen quấn cái giấc bự, giấc nhỏ. Mà không đều khi mình bán là người ta nói. Dạ đúng rồi. Nhiều thì ta không nói mà nhưng ít thì ta không dốn. Ra một cái giấc, giấc nào cũng 40g, khỏi cần phải chia ra. Chứ em làm lâu lắm, làm mất thời gian lắm. Quấn là một ngày đâu có mấy trăm giấc đâu. Mà cái này mình điều chỉnh được, ví dụ mà muốn muốn nhiều hơn. Muốn nhiều hơn được luôn. Mình tự đặt cái thợ mà chuyên về làm máy á. Bắt đầu người ta làm cho mình. Những cái máy trộn bên này với những cái máy cán là có sẵn. Còn riêng cái máy này là phải đặt. Được có cái mình làm máy thì nó nhanh hơn. Ví dụ mình trộn bằng tay á thì mình trộn 1 tiếng đồng hồ chỉ được khoảng 30 kg thôi. Còn mình trộn bằng máy khoảng 30 kg đó là mình tầm khoảng có 10 phút là xong rồi. Thì cái máy nó trộn nhanh hơn, đều hơn. Mình làm bằng tay lâu hơn. Mà nhưng khi mà ra cái sợi mì rồi đó thì máy với tay cũng như nhau. Nó khác là khác cái lúc mình pha chế bột á, nó khác cái đó thôi. Chứ còn làm máy làm tay giống nhau. Cái chất lượng thì nó cũng như hồi trước rồi. Nó không có thay đổi mà nhưng cái số lượng thì nó có thay đổi.
là hồi trước anh làm với lại ở nhà là để cho nhà bán thôi chứ không có làm nhiều. Bây giờ mình làm để mình bỏ mối á, mấy cái tiệm mì á, với lại mấy cái chợ á, mình làm cái số lượng nó nhiều, trung bình một ngày khoảng 5.000 vắt. Những sợi mì cứ thế lặng lẽ trường tồn và đi vào ký ức của bao thế hệ, lặng lẽ len lỏi vào cuộc sống tấp nập của xứ đô thị hối hả, xô bồ. Những người đi trước đã sáng tạo và duy trì để sợi mì có mặt, đặt tên. Nhưng phải làm sao để có thể lưu truyền cái nghề bao đời nay gìn giữ và bắt kịp với sự nhanh chóng của thời đại lại là câu hỏi đặt ra cho những người trẻ của thế hệ tương lai. Anh làm cái nghề thì anh cũng muốn cho phát triển thêm, là làm số lượng được nhiều thêm, thu nhập mình nó cao hơn xíu. Vậy thôi. Anh gửi mì đi Phan Thiết nè, Vũng Tàu nè, rồi Đà Nẵng nè, Hà Nội cũng có. Ví dụ như sáng anh gửi mì bắt đầu tầm khoảng trưa là ta nhận được rồi. Là bắt đầu người ta nhận, bắt đầu người xong người ta lấy, người ta bỏ vô trong cái tủ lạnh đó. Bỏ tủ lạnh cái người ta bán từ từ, người ta lấy ra, à, không có sao. Trước anh thì cũng có nhiều người lắm chứ không phải riêng anh đâu. Người ta cũng cho cái mì của mình đi xuất khẩu qua bên những cái nước chẳng hạn như Mỹ rồi đó, những cái nước tân tiến đó. Mà những cái đó là anh thấy nó hơi khó, tại vì mình đó mình phải thành lập công ty rồi này kia đó. Nhưng mà mong muốn thì cũng muốn đó. Cũng muốn đi xuất khẩu với thế giới rồi này kia đó, mà nhưng mà anh thì anh làm anh không có điều kiện làm. Ai cũng sẽ có những ước mơ để phát triển các sản phẩm mà bản thân đã dành cả đời để gìn giữ, nâng niu. Những sợi mì tươi, thơm ngon được làm từ đôi bàn tay tâm huyết, chắc chắn một ngày không xa sẽ vươn mình đến với bạn bè quốc tế, khoác lên mình một chiếc áo mới với một cái tên đáng tự hào. Mì tươi Việt Nam, từ tâm người Việt. Quý vị các bạn thân mến, chương trình Made in Việt Nam Đường ra thế giới ngày hôm nay sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Một lần nữa mình xin nhắc lại, đây là cái lò mì sợi Chấn Phong Mì Gia nằm ở số 156 đường Tôn Đản, quận 4. Quý vị các bạn mà có du lịch thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn thì mình có thể đến đây tham quan. Dạ, tham quan rồi xong rồi mình ủng hộ. Hoặc là đặc biệt những ai mà có nhà có mở tiệm hủ tiếu, tiệm mì thì mình nghĩ đây là một trong những cái địa chỉ mình có thể liên hệ. Và hy vọng là chúng ta cùng chung tay chia sẻ để không chỉ trong nước mà cộng đồng quốc tế biết đến thật nhiều các cái sản phẩm, các thương hiệu, các làng nghề và thậm chí là những cái doanh nghiệp truyền thống như thế này. Và một ngày nào đó hy vọng là các sản phẩm mình chúng ta sẽ thâm nhập vào được thị trường quốc tế, tạo thêm điều kiện công ăn việc làm và cải thiện kinh tế của tất cả người dân Việt Nam. Xin chào tạm biệt. We'll be right back.